Dạ, Vũ Văn Giang ơi, xin chào tất cả các bạn. Thì trở lại clip mới về một chiếc Winner. Vũ làm chiếc Winner 2016, đăng ký 2017. Xe máy móc nguyên zin, vỏ trước và vỏ sau còn theo xe. Nguyên zin giá chỉ có giá 25 năm hả anh Tạo? Giá 25 năm. 25 năm. Giá rất là hữu nghị các bạn. Ở ngoài các bạn không biết mua giá cao lắm ha. Này 25 năm là tại cửa hàng bán giá là có trả góp cho anh em luôn. Thì xe thì nguyên zin thì các bạn khỏi phải bàn các chất xe. Mâm đóng Enken, đồ made in Việt Nam nào đầy đủ ha. Tái không còn khá xe hết trơn ha. Đó các bạn xem mà tham khảo, để mình nói nhiều quá cái nhiều bạn ta nói sao mình nổ quá. Đó ốc nè, phuộc tươi xanh. Heo đĩa. Heo thì chưa có sự đĩa chưa có sự hao mòn các bạn ạ. Đĩa còn rất là ok. Phuộc cũng còn đẹp, mâm cũng còn khá hết trơn ha. Đây. Đầu bò cũng còn tươi, lốc máy là cũng còn sạch đẹp theo thời gian hết trơn ha. Cái này nó bị bong theo năm tháng hay gì ta. Đắt 2016 ha. Đăng ký 2017. Áo sống đầu thẳng liền lạc đẹp. Chỏi giữa chỏi bìa cũng còn khá theo xe. Xe này 25 năm là rẻ rồi ha. Bảng số thành phố Châu Đốc nha các bạn. Chiếc phố là với thành phố Châu Đốc. Thì mấy anh chị nào không có điện mình ở trên Bình Dương á mà muốn mua xe á, về quê mua cho nó rẻ ha. Ở trên Bình Dương bán mấy cái xe này 30 mấy triệu, thì ở quê mình bán có 25 triệu 500, nhưng mà mình có thể đăng ký với ở quê được ha. Còn ủa sao cái này bao hết bình hay vậy ta. Cái này bao hết bình hả vậy anh Tạo? Mới gửi bình ra sạc các bạn ơi. Đây bọn nghiêm chỉnh anh báo áo sống đồ thẳng đẹp ha, không bể chày xước, ngon lành. Thì mình mua xe ở quê mình các bạn thì mình có thể sang tên tại quê mình. Còn ở mình đi mặn Bình Dương mua xe chở, thứ nhất là nó mắc hơn với mình, thứ hai là sang tên nó cũng khó khăn ha. Thẩm có mấy chị kia kêu mình quen mấy cái Winner rồi đó, mấy chị gái bô đẹp, bộ có nơi gắn đẹp ha. Đĩa sau chưa có sự hao mòn, heo dầu zin có đóng đát ha, ngon lành. Cái đát vỏ ha, đát vỏ chữ 16 ha, xe 16 đát vỏ còn 16, gì cái vỏ nó cũng còn khá là dày ha. Em các bạn ai mua xe cũ gì là em ha. Ốc tán đây, ốc tán còn sáng theo năm tháng hết trơn ha. Em xin đĩa Sumat ha. Mấy bạn nào có thấy thích cái kênh mua bán của Vũ nhớ cho like dùm ha các bạn, cho video được đề xuất để mình kiếm nút vàng nút bạc đồ chơi. Mấy ông kia không nói nghe cũng mắc cười. Đây cái đát 16 nó đây ha, tết vỏ còn theo xe các bạn, đĩa chưa có sự hao mòn rất là êm, ốc tán là còn sạch. Mua chọn cái xe này là ok các bạn ơi. Đây chưa có sự hao mòn, đó là những cái bằng chứng để lại khi mà chúng ta mua xe cũ ha. Còn hao mòn nhiều quá là không có êm. Rồi trước nhất là cái chiếc xe này đã ngon lành. Thì có đây cũng chiếc Accenture 150 hàng mới về, có dọn hai cái tay thắng kiển ha, với da gù tay kiển, còn nhiều nguyên zin, máy móc nguyên zin, áo zin, mâm zin,
giá là 26.500.000. Bản số là 67K1 là Phú Tân ha, nhưng mà đã rút giấy về chợ mới rồi ha. Chủ đứng tên ở chợ mới. 36753. Máy là tiếng máy còn rất là mau, các bạn để quay test tiếng máy cho các bạn nghe tham khảo chơi ha. Anh em nào thấy được thì điện thoại ở trên cái tiêu đề đó, điện thoại mua. Còn thấy mình có xe rồi thì coi để giải trí chơi nha các bạn. Xe này thì tình trạng vỏ còn một cặp nha các bạn. Vỏ game còn thay xe, còn cặp tiếng máy còn rất là phao. Giá 26.500 là rẻ hơn khuyến mãi ha. Cái này nếu mà các bạn đi chỗ khác thì không có dưới giá này tầm 27-28. Có chỗ bán 30. Giá Bình Dương hôm qua chị gái kia điện về sao có chỗ bán 30 mấy triệu. Tại vì mình là người ở quê thì mình đi làm chánh thì về quê mua đi cho rẻ, mua chánh chi cho mắc. Mình sang tên mình ở quê luôn, vậy xe mới có giá trị. Tắt máy lại cái cho các bạn nghe. Mở cốp ra rất là tươi xanh. Thì cái độ hao mòn của đĩa đây, chưa có sự hao mòn, chưa có quẹt cộm tay gì trơn. Ha, heo dầu zin. Ngon lành. Cái nắp bảo vệ bô cũng còn tươi xanh ha. Im. Ốc tán gì khá, chỗ này có bị bong miếng thơm khác ha. Dạ, thế này mấy cái dòng này nó có cảm biến oxy vô cổ bộ đồ bò, cảm biến vô đồ bò. Có mấy chiếc SH giờ, chiếc SH 2020 giờ. Nó cảm biến oxy giống ở thắt ý. Có mấy cái tay thắng với tay qua da vô tay kiểu ha, kiếm kiểu nữa ha các bạn. Cái này lúc trước mấy anh bạn trẻ chơi nè. Ốc tán cũng còn khá ha. Mâm còn khá là mới, khá là đẹp luôn. Mâm nó còn ok luôn, để trước chưa có sự hao mòn ok luôn. Phục rồi cũng còn ngon lành ha. Giá 26 năm là rất là rẻ. Cái chỗ này có khờn miếng giờ người ta xài không chịu dán miếng keo vô đây đang bảo vệ cái lốc chỗ này ha. móc bóp nó khờn đây nguyên. Ốc tán rồi còn khá chân hay còn màu chân. Thì cái đắt xe này hai quả 2015. Rồi, quá êm, kết thúc clip của bạn ơi. Xin ân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip mới.